Công ty mình thì có hoạt động về xây dựng, có hai cái giai đoạn để quyết toán hoàn thành. Cái giai đoạn là một thì nằm trong cái thời điểm là thuế suất 10%, giai đoạn 2 là 8%, thì giờ xuất hóa đơn như thế nào? Thế thì ở trong cái phần này thì không biết là hình như có mic của anh chị nào nó bị vang. Thế thì trong cái trường hợp này, trong quá trình khi mà anh chị thực hiện về vấn đề lập kế xây dựng, thì anh chị lưu ý giúp cho tôi trong cái đoạn này. Đó là gì? Đầu tiên là phải căn cứ vào cái hợp đồng mà anh chị thực hiện ký kết. Sau đó cái thứ hai ấy, là các cái hạng mục, các cái nội dung nào mà anh chị thực hiện mà nghiệm thu trước ngày mùng 1, trước ngày 30, mùng 1 tháng 2, có nghĩa là đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, thì chúng ta vẫn xuất hóa đơn 10%. Còn từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 12 thì chúng ta sẽ được xuất 8%. Đấy, thì khi anh chị thực hiện trong các vấn đề đó thì anh chị cần phải tự xác định để xác định được rõ cái quyền lợi của mình cũng như trách nhiệm của mình để mình tính cái thuế đúng đủ, tránh trường hợp là chúng ta phải 10% nhưng chúng ta lại tính nó vào thành 8% khi mà chúng ta bị truy thu, mà ngược lại chúng ta được 8% mà chúng ta lại vẫn bị tính 10%. Thì cái vấn đề này căn cứ vào hồ sơ để anh chị xác định được chính xác quyền lợi nghĩa vụ của anh chị đúng. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.